Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim một con tóc cần có cái hiệu là King, tại từ dự án King Down nha tất cả anh em. King Down Balance đây là dự án của Duffy. Thì tóc cần King này dự án nó có nói này các bạn. Thì con tóc cần này nó sẽ lên là từ 1 đến 10 đô nha tất cả các bạn. Thì các bạn sẽ kiếm được mã thông báo là khi claim random thì các bạn sẽ kiếm được 1 đến từ 100 tô mã thông báo tóc cần King các bạn. Thì random đó thì hên xui các bạn. Thì nó sẽ lên để nó sẽ lên tới 100 đô luôn các bạn. Thì để tham gia giám này mang lý phần link mô tả của mình hoặc bạn copy địa chỉ Kindle nè các bạn. Kindle Wanasin nè các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra hoặc được trên địa chỉ MetaMask đó các bạn. Dạo này chuỗi mạng BNC, BNB, Smart Chain ra rất là nhiều kèo airdrop tiềm năng không các bạn. Thì tất cả các bạn phải có là phí mạng BNB Smart Chain trên dí chút wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một đao ad nè. Rồi các bạn dán vào người ta các bạn. Rồi các bạn việc bấm gỡ đi nha các bạn. Bạn nhấp vào một cái các bạn bấm gỡ đi nè. Sau khi nó bấm vào gỡ đi thì trên đây hình logo đây thì các bạn chuyển qua mạng BNB Smart Chain giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó load chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi sau khi ra giao diện như thế này các bạn bấm vào go to code app đặng kết nối với mình nha tất cả các bạn. Thì các bạn claim cũng hơi xui lắm các bạn. Có chúng con tôi cần có giá trị lên khi lít sàn 2-3 đô, 5-3 đô thì ngon các bạn. Nhiều con lít sàn giá thấp thì mình lỗ chết luôn các bạn. Vậy là nó ra một cái, nó kết nối với địa chỉ viết của mình chỗ này nè các bạn. Thì các bạn claim là random nha các bạn. Từ bạn có thể nhận được 1 đến từ 100 tốc cần thì random nha các bạn. Rồi các bạn copy cái mã code là cái mã code mình để trên nhóm Telegram mình các bạn. Hoặc dưới phần link mô tả mình cũng có để đó các bạn. Các bạn copy cái code này nha các bạn. Các bạn copy lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp vào các bạn. Cho con bắt vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim fee nha tất cả các bạn. Ok, phí mạng tới 0.0009. Phí mạng giờ lên tăng là quá cao rồi các bạn ơi. Nên các bạn không đủ claim nha các bạn. Không nên claim, sau này các bạn chờ nó cho nó giảm xuống còn khoảng như 0.5 đô này nọ thì các bạn claim các bạn. Sớm phí mạng rẻ giờ lên rồi các bạn ơi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.